10 nữ chính nổi bật nhất 2023, Vương Sở Nhiên vượt mặt Triệu Lộ Tư top 1 gọi tên ai? Vai diễn của Lộ Tư Vương Sở Nhiên Dương Tử đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Top 10 nữ chính phim Hoa ngữ được yêu thích nhất trên Darwin mùa hè 2023 đã chính thức lộ diện, với nhiều thứ hạng vị trí gây bất ngờ. Đầu tiên là chỗ đứng của Vương Sở Nhiên vai Hứa Thẩm trong Khói lửa nhân gian của tôi. Xuyên suốt từ lúc phim lên sóng cho đến khi khép lại tập cuối cùng, phần thể hiện tệ của tiểu nữ dục phi đã bị mang ra bàn tán rôm rả. Đó là chưa kể Vương Sở Nhiên còn dính 1001 chiếc vốt về nhân cách làm ảnh hưởng nặng nề tới danh tiếng. Thế nhưng điều ngạc nhiên nhất là nhiệt độ của cô trên Darwin vẫn vượt trội hơn hẳn Triệu Lộ Tư tăng trí cũng trộm không thể xấu ở hạng 3. Trương Nhật Nam từ Lai soi sáng cho em hạng 7. Lý Thẩm và Đồng Hiểu Mai vùng biển trong mơ ấy đứng thứ 9, vị trí gần chót bảng. Không quá ngạc nhiên khi nhân vật tiểu yêu do Dương Tử thủ vai trong siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư độc chiếm ngôi quán quân, nhiệt độ lên tới 95 triệu. Màn hóa thân của nữ đình lưu top đầu nửa 90, nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả theo dõi. Cùng với tiểu yêu, ba nam chính Trường Tương Tư đặc biệt Đặng Vi, Đàn Kiện Thử được hưởng lợi đáng kể. Bảy kiếp may mắn của Dương Siêu Việt bị chê thảm, nhưng có thể thấy những clip liên quan tới nữ chính Tường Vân trên Darwin thu hút lượng ít quan tâm, theo dõi từ dân tình, cần đặt hẳn vào top 5 bảng thống kê. Top 10 nữ chính như sau: thứ nhất tiểu yêu Dương Tử, thứ hai Hứa Thẩm Vương Sở Nhiên, thứ ba Táng Trị Triệu Lộ Tư, thứ tư Liễu Ngọc Như Tống Giật, thứ năm Tường Vân Dương Siêu Việt, thứ sáu Tạ Kiều Quan Hiểu Đồng, thứ bảy Từ Lai Trương Nhược Nam, thứ tám Chu Nhan Nhậm Mẫn, thứ chín Đồng Hiểu Mai Lý Thẩm, thứ 10 Tô Tại Tại Trương Miểu Di.